Phản cảm du khách ngồi thiền trên đầu tượng Phật khổng lồ ở Trung Quốc. Chùa treo lơ lửng trên vách núi, duy nhất một cây cột chống đỡ, đứng vững 900 năm không tốn một cái đinh. Sỏi đá xào tỏi ớt gây sốt, khách loay hoay, giữ lại hay vứt đi. Chiếc thuyền rồng dài hơn 900 mét ở Trung Quốc. Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Bản tin khám phá ngày hôm nay có những nội dung chính như sau. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Phản cảm, du khách ngồi thiền trên đầu tượng Phật khổng lồ ở Trung Quốc. Video được quay lại tại thành phố Lạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc vào hôm 4 tháng 4 năm 2023, cho thấy một nữ du khách đã trèo lên đầu Lạc Sơn Đại Phật để ngồi thiền định. Sau khi đoạn video đăng tải, nó đã gây phản ứng lớn trong cộng đồng mạng xã hội. Hành động của nữ du khách khiến nhiều độc giả phản cảm. Đây là hành vi bất kính, không được nhiều người đồng tình. Được biết, nữ du khách này đã trèo qua hàng rào bảo vệ bất chấp lời khuyên can của những người có mặt tại đó. Người phụ nữ ngồi một lát và sau đó xuống một cách an toàn. Cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường và đưa cô ấy đi. Bức tượng khổng lồ có chiều cao 70 mét với hàng rào bảo vệ xung quanh 2 mét. Nhân viên điểm tham quan cho biết họ đã làm hàng rào cao hơn sau vụ việc. Đến nay, vẫn chưa rõ nguyên nhân nữ du khách trèo lên đỉnh đầu tượng Phật. Chùa treo lơ lửng trên vách núi, duy nhất một cây cột chống đỡ, đứng vững 900 năm không tốn một cái đinh. Thay vì sử dụng đinh làm vật trung gian, những người thợ mộc đã ứng dụng một kỹ thuật cổ đặc biệt hàm chứa triết lý âm dương. Đền chùa thường được đặt tại các vùng đồng bằng, bằng phẳng, rộng rãi để người dân dễ dàng lui tới chiêm bái. Tuy nhiên, có một ngôi chùa đặc biệt ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc lại chọn cho mình vị trí tọa lạc treo leo trên một vách núi cao 80 mét so với mặt đất, tương đương với chiều cao của một tòa nhà 20 tầng. Chùa Cam Lộ Nham ẩn mình trong một hốc đá tự nhiên. Toàn bộ ngôi chùa chia làm 4 phần, trong đó phần giữa được chống đỡ bằng cây cột gỗ linh sam cao 30 mét, các phần còn lại xây tựa vào vách đá. Công trình này được lát gạch đỏ uy nghi, thể hiện rõ phong cách kiến trúc của triều đại nhà Tống. Có thể thấy rõ, việc xây dựng một ngôi chùa trên vách đá là không hề dễ dàng. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa chính là toàn bộ công trình này khi thi công không sử dụng tới một chiếc đinh nào. Thay vào đó, các kiến trúc sư cổ đại đã ứng dụng triệt để kỹ thuật ghép mộng gỗ để các phần của công trình kết nối bền chắc với nhau, không cần vật dụng trung gian. Người xưa sử dụng đục để đục phần gỗ thừa, tạo thành một bên lồi gọi là mộng và một bên lõm gọi là lỗ mộng. Lúc này, đầu khúc gỗ sẽ có hai phần thừa thiếu vừa đủ để ôm khít vào nhau. Kỹ thuật ghép mộng gỗ vừa giữ được các kết nối vững chắc, bền đẹp qua thời gian, vừa thể hiện triết lý âm dương, phong thủy vô cùng sâu sắc. Điều này khiến hậu thế phải thán phục sự tài tình của các kiến trúc sư cổ đại, bởi trong thời đại không có công nghệ, họ chỉ dựa vào bàn tay, khối óc mà tính toán chính xác từng chi tiết nhỏ cho cả công trình vĩ đại. Tuy xây dựng vất vả là vậy, nhưng vị trí trên vách đá treo leo của chùa Cam Lộ Nham cũng phát huy những ưu thế nhất định. Do toàn bộ hang động có hình tam giác ngược, phần vách đá bên trên nhô ra như một chiếc ô che chở, nên ngôi chùa ít phải chịu ảnh hưởng từ nước mưa và đá rơi. Nơi đây cũng nằm ở vị trí cao, thời gian chiếu sáng của mặt trời tương đối dài, lại tránh được nguy cơ ngập lụt do mưa lũ, nên chùa luôn sáng sủa, khô ráo. Du khách đến chùa Cam Lộ Nham hành hương luôn muốn được ôm cây cột gỗ linh sam chống chùa với niềm tin rằng cây cột sẽ giúp những điều họ cầu mong trở thành hiện thực, đặc biệt là với những người hiếm muộn đến cầu con. Truyền thuyết này vốn bắt nguồn từ ghi chép liên quan đến ngôi chùa. Vào thời mới được xây dựng, trong chùa Cam Lộ Nham có pho tượng Quan Âm Tống Tử, một vị Bồ Tát tay bồng đứa bé, phù hộ cho các gia đình về đường con cái, sinh con trai thì phúc đức trí tuệ, sinh con gái thì đoan trang chính trực.
Tương truyền có cặp vợ chồng họ Nghiệp lấy nhau đã lâu mà chưa có con nên tìm đến ngôi chùa cầu tự, hứa rằng nếu có được một đứa con trai để hương khói thì sẽ dùng hết của cải, sức lực mở rộng ngôi chùa. Hang đá lớn bao nhiêu thì xây chùa lớn bấy nhiêu. Một năm sau, cặp vợ chồng quả nhiên hạ sinh được một người con trai, đặt tên là Nghiệp Tổ Hiệp. Nghiệp Tổ Hiệp từ nhỏ đã thông minh, lanh lợi, sau này lớn lên trở thành một trong những học giả hàng đầu của triều đại Bắc Tống. Để thực hiện lời hứa năm xưa của cha mẹ, Nghiệp Tổ Hiệp đã đi tìm những kiến trúc sư hàng đầu đất nước về xây dựng ngôi chùa tại đây. Tuy nhiên, do địa thế vách núi quá dốc nên việc xây dựng gặp nhiều khó khăn. Ngay cả kiến trúc sư hoàng đế cử tới cũng phải bó tay. Bỗng một ngày, vị kiến trúc sư có tên Chu Trước Đầu nhìn thấy một người tiểu phu khiêng thanh gỗ vừa dày vừa nặng đặt vững vàng trên một cái đinh ba hình chữ Y. Nhận thấy thanh gỗ dù rất nặng nhưng vẫn đứng vững, không bị suy chuyển. Kiến trúc sư họ Chu bỗng nảy ra ý tưởng sắp đặt ngôi chùa cân bằng trên núi đá giống như vậy. Ông cho xây dựng một chiếc cột trống vững vàng từ gỗ linh sam và hai khu nhà của chùa tựa vào vách đá, tạo nên thế chùa ngày nay. Từ đó trở đi đã gần 900 năm, công trình này vẫn đứng vững, chưa từng lay chuyển, khiến các kiến trúc sư hiện đại phải cúi đầu nể phục. Chùa Cam Lộ Nham cũng từ đó trở thành mảnh ghép tuyệt vời trong lịch sử kiến trúc Trung Hoa. Sỏi đá xào tỏi ớt gây sốt, khách loay hoay giữ lại hay vứt đi. Sỏi đá xào tỏi ớt đang trở thành món ăn đường phố được ưa chuộng tại một khu chợ đêm ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Liệu bạn có dám thử món ăn đang nổi tiếng này ở Trung Quốc hay không? Những viên sỏi trong này không phải để nhai mà là để ngậm. Chúng được xào cùng những nguyên liệu đa dạng khác nhau. Sỏi đá sẽ được nêm nếm cùng với ớt, tỏi, hạt tiêu và lá hương thảo để tạo mùi thơm. Giá của mỗi phần ăn rơi vào khoảng 50.000 đồng một suất. Một thực khách khi đi mua sỏi đá xào tỏi ớt đã hỏi: "Tôi có cần đưa lại chỗ sỏi này sau khi ăn hay không?" Người bán nói: "Không cần, bạn có thể giữ lại làm kỷ niệm." Món ăn độc đáo này mang tên siêu riêu, có nghĩa là giữ lại hay bỏ đi. Thực tế, siêu riêu đã hiện diện từ hàng trăm năm trước cho những thuyền viên chịu cảnh thiếu lương thực nghĩ ra. Nhiều người quan ngại về vấn đề an toàn thực phẩm của món ăn này. Một tài khoản mạng xã hội bình luận: "Những hòn sỏi này có thể được tái sử dụng đấy. Mấy viên sỏi bạn đang mút có thể từng ngậm trong miệng người khác. Điều gì xảy ra nếu bạn vô tình nuốt phải sỏi?" Dù có nhiều quan ngại, đây vẫn là món ăn khiến nhiều người tò mò muốn nếm thử. Có người cho rằng đây là món khai vị của người thổ gia Trung Quốc. Những hòn đá cuội ở sông thường được sử dụng chứ không phải là đá trên vách núi. Bởi vì sau khi xào trên lửa lớn, đá cuội có vị như cá, rất ngon. Đôi khi chúng có vị như ốc, rất hấp dẫn. Công thức chế biến món ăn này rất đơn giản. Cho các loại gia vị dậy mùi như gừng, tỏi, ớt, tiêu tứ xuyên trong một chảo đã đun nóng mỡ. Sau đó đổ đá cuội vào xào trên lửa lớn. Lửa càng lớn thì càng có thể giải phóng ra mùi vị của đá cuội, rồi thêm chút muối, hành mùi đã thái vào đảo thêm vài phút. Lưu ý khi ăn là không được nuốt đá cuội, bạn chỉ được mút và thưởng thức vị của chúng. Chiếc thuyền rồng dài hơn 900m ở Trung Quốc. Đoạn phim ghi lại cảnh một chiếc thuyền rồng dài 914m trôi trên sông ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vào năm 2022. Thuyền rồng được tạo thành từ 80 chiếc bè tre. Sự kiện này diễn ra nhằm thu hút du khách đến tham quan du lịch tại Quảng Tây. Đến ngày 18 tháng 6 năm nay, sự kiện này lại được diễn ra một lần nữa. 55 chiếc bè hợp thành thuyền rồng dài 550m diễu hành trên sông, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục đẹp như tranh vẽ tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Và thông tin trên cũng đã khép lại TCT Khám Phá ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.